Mật mí chỉ cần làm đủ bốn việc này, cho dù béo đến mấy, thừa cân đến mấy, nặng cân đến mấy thì cũng không bao giờ phải lo lắng. Thứ nhất là nhai kỹ, nhai chậm khi ăn. Chúng ta muốn kiểm soát cân nặng và giảm cảm giác thèm ăn thì khi ăn mình phải nhai chậm và nuốt từng miếng. Ví dụ mỗi một lần nhai thức ăn thì mình hãy nên nhai khoảng 15 đến 20 lần để cho bộ não của mình tiếp nhận cảm giác no và hạn chế việc tiêu thụ thức ăn vào cơ thể mình nhiều hơn. Thứ hai là hãy làm ngay một cốc nước ấm trước khi ăn khoảng một tiếng. Việc này sẽ cực kỳ hiệu quả, giảm ngay cảm giác thèm ăn xuống, giảm ngay cái ham muốn đói xuống. Mình sẽ ít muốn ăn đồ ăn vặt hơn. Vậy thì khi mà mình đói, hãy uống ngay những loại nước như là nước lọc hoặc là nước trà đen không đường. Việc thứ ba đó là ăn nhiều rau và ăn nhiều ngũ cốc nguyên hạt. Khi mà chuẩn bị đồ ăn thì anh chị em mình nhớ nên hướng tới cái việc lựa chọn những thực phẩm nhiều chất xơ từ ngũ cốc, như từ rau xanh, chứa ít đường, chứa ít chất béo, dù ăn nhiều cũng không lo bị béo. Đặc biệt ngũ cốc và rau xanh sẽ giảm sự thèm ăn của mình đi rất là nhiều. Đặc biệt việc thứ tư bắt buộc phải làm, dĩ nhiên rồi, đó chính là phải tăng cường vận động. Không thể nói mà ngồi một chỗ, nằm một chỗ mà có thể giảm được, nằm cả ngày. Và anh chị em mình nhớ lựa chọn cho mình một môn thể thao phù hợp với sức khỏe, phù hợp với thể trạng, phù hợp với sở thích của mình, anh chị em nhá.